Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ giáo viên lịch sử đến vị tướng huyền thoại thế giới. Hôm nay chính là kỷ niệm 112 năm ngày sinh của vị tướng huyền thoại, người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tên khai sinh là Võ Giáp, còn được gọi là Tướng Giáp hoặc Anh Văn. Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 và mất ngày 4 tháng 10 năm 2013, hưởng thọ 103 tuổi. Ông được sinh ra tại làng An Xá, nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước. Xuất thân là một giáo viên dạy lịch sử, nhưng chứng kiến cảnh đồng bào bị đàn áp bóc lột bởi bè lũ thực dân và tay sai, ông đã sớm nung nấu tinh thần cách mạng và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do cho tổ quốc, tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam với tư cách là vị anh hùng dân tộc mà còn được biết đến trên toàn thế giới. Ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử của Việt Nam và là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại, ngang hàng với những Alexander Đại Đế, Napoleon Bonaparte, Julius Caesar hay Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn, v.v. Ông là vị đại tướng đầu tiên và cũng là tổng tư lệnh duy nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng là bộ não, là chỉ huy trưởng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954 và kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975 và cả cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Những chiến công làm nên tên tuổi lẫy lừng của đại tướng có thể kể đến như chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Đường Chính Khe Sanh, chiến dịch Đường Chính Nam Lào, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, chiến dịch Hồ Chí Minh, v.v. Và nổi tiếng nhất có lẽ là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, được mệnh danh là chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thế giới nhận xét là bậc thầy đỉnh cao của chiến tranh du kích. Ông nhận được sự kính trọng và nể phục không chỉ của những con dân Việt Nam mà còn từ chính những kẻ địch bên kia chiến tuyến. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của mình, đại tướng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của đất nước như Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, v.v. Đại tướng họ Võ nhưng có bí danh là Văn. Vì vậy mà nhân dân ta truyền tay nhau câu đối về đại tướng là Văn lo vận nước, Văn thành Võ, Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn. Trăm tuổi lừng danh Văn đại tướng, nghìn thu vang tiếng Võ anh hùng.